Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại trên tay Vi đang là sản phẩm kem chống nắng mà hiện nay đang được quan tâm nhất, đó là sản phẩm kem chống nắng của hãng Natural Republic. Và trên tay là hai dòng khác nhau, thì Vi hôm nay sẽ làm một cái test so sánh nhỏ để cho các bạn có thể chọn được cái dòng nào mà phù hợp với nhu cầu của mình nhất nha. Thì cả hai em này đều thuộc của thương hiệu Natural Republic với một cái thiết kế bề ngoài màu vàng rất ư là đặc trưng và dễ nhận biết. Thì so với cái dòng sản phẩm trước thì cả hai dòng này đều đã có cái sự cải tiến rất là lớn, nên là nó đã về cái màu của cái sản phẩm là nó hoàn toàn trong suốt, cũng như là cái cường độ ẩm nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều so với cái dòng trước đây. Và vì nó là sản phẩm đợt này đều hoàn toàn trong suốt nên là các bạn có thể thoải mái apply vào trong da sau khi mà các bạn đã make up rồi. Và nói thêm về cái em mà Ice Puff là cái sản phẩm Vi đang cầm trên tay đây, thì thiết kế của nó là có cái dạng bông dặm giống như cushion vậy đây. Còn riêng với cái dạng này á, thì sẽ phù hợp cho các bạn mà sử dụng hàng ngày và dành cho những cái bạn mà giống như là mình không có quá gấp gáp trong cái vấn đề mà phải apply hay là trang điểm hàng ngày ha, bôi kem chống nắng. Còn bù lại thì cái em Sun Cream thì là thiết kế dạng xịt. Thì đây là một cái thiết kế mà dành cho những cái bạn mà thường xuyên mà hoạt động ngoài trời nè, và mình muốn apply vào trong da một cách nhanh chóng hơn á, mình có thể xịt rồi sau đó mình bôi là thì nó rất là tiện lợi. Còn về thành phần á, thì dạng Ice Buff như thế này, thành phần chính của nó là lô hội, nên là nó rất là dịu da và nó tăng cường cái độ ẩm cho da rất là tốt. Còn sản phẩm mà Sun Spray là cái thành phần chính của nó lại là hoa cúc, thì hoa cúc nó dễ dàng làm dịu da của mình hơn, đồng thời á, là nó cũng có những cái tinh chất dưỡng và nó giảm cái độ ngứa rát trên da rất là tốt. Về cái dòng Ice Sun này thì nó có một cái đặc trưng là nó có một cái độ lạnh sau khi mà mình apply lên da. Thì Vi sẽ test luôn với cái sản phẩm này là chai nha đam Vi đang cầm trên tay. Thì khi mà apply lên trên da là cảm giác rất là mát cực kỳ luôn. Và hiện tại cái dòng nha đam này đang là cái dòng mà trong suốt, nên là các bạn có thể thấy được là sau khi apply lên da sẽ có một cái độ bóng nhẹ như thế này đó, mà hoàn toàn không hề có màu. Và sau khi các bạn apply lên như thế này, các bạn sẽ vỗ nhẹ để cho sản phẩm có thể hấp thụ vào trong da sau khi thực hiện các bước trang điểm hoặc là các bước khác còn lại. Nó khiến cho da của mình rất là căng bóng ha. Còn đối với các bạn mà không thích cái độ lạnh của sản phẩm dòng Ice Puff này á, thì các bạn có thể sử dụng qua cái dòng spray như thế này. Thì dòng spray thì các bạn sẽ lưu ý là để cách xa da khoảng 20cm. Thì các bạn có thể lắc lên trước khi sử dụng, và sau khi xịt thì nó cũng sẽ có một lớp mỏng như thế này, và rất là nhanh là nó sẽ bao phủ hết toàn bộ da. Các bạn có thể thấy được gì đó không? Tuy là nó không có độ lạnh giống như Ice Puff, nhưng mà bù lại thì cái sản phẩm mà Sun Spray này á, thì nó lại có cái độ ẩm cao hơn so với cái dòng Ice Puff. Và cái dung tích của nó có một xíu xíu khác nhau, là dòng Sun Spray thì dung tích của nó là 150ml, còn cái dòng Ice Puff là 100ml ha. Đó là những cái đặc điểm khác nhau giữa hai dòng Sun Spray cũng như là Ice Puff mà trong cái sản phẩm kem chống nắng của Natural Republic. Và Vi hy vọng là với những cái đặc điểm Vi đã nêu ra như vậy thì các bạn có thể chọn được cái sản phẩm thích hợp tùy thuộc vào cái nhu cầu của bản thân nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo.